hôm nay mình phát hiện ra một hang thỏ và bé nhà mình sẽ đi bắt thỏ nha. Bé đưa cái rổ vô mà thỏ nó không có chịu vô rổ. Bây giờ chúng ta xem hang thỏ này có bao nhiêu chú thỏ nha. Wow, chú thỏ dễ thương quá. Cái mặt thấy thương không? Mày nói nhắm đi. Tất cả là nhắm đi. Để một lát nữa mình sẽ đếm xem có tất cả là bao nhiêu chú thỏ nha. Rồi, có một chú chạy lên góc rồi. Dễ thương chưa? Ở trong hang còn nhiều thỏ quá. Ấy, có chú thỏ chạy bên kia kìa. Rồi, em bé đi bắt chú thỏ là. Còn một chú nữa ở trên cao kìa. Có chú thỏ nghịch ngợm quá. Wow, cái hang dễ thương quá. Em bé rất thích thỏ con. Đáng yêu quá nè. Cái mặt dễ thương ghê chưa. Không biết trong hang có bao nhiêu chú thỏ nữa. Sau một hồi thì em bé đã bắt được những chú thỏ vô rổ.